Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với shop đồ câu Lê Rạng. Thì hôm nay Rạng tiếp tục về cái dòng máy mà đang hot ở thị trường hiện nay, với cái dòng máy mà giá tầm trung để câu sông hồ dịch vụ hoặc là sông hồ tự nhiên nha mọi người. Cái dòng máy mà được mọi người đánh giá cực kỳ chất lượng so với cái giá. Giá thì rất là rẻ, giá chưa đến 1 triệu, nó dao động size lớn nhất là 790.000 cho size 8.000 thôi, thì mỗi size nó sẽ giảm xuống 10.000 đó. Size 8.000 á thì 790.000, 79, 78, 77, 76 đó, giảm xuống từng size 10.000 thôi nha mọi người. Thì dòng máy này thời gian qua thì nó về cũng nhiều đợt lắm rồi. Đợt đầu tiên hết á, cách đây chắc khoảng gần năm, chơi chắc khoảng đó, nhưng mà gần năm á thì nó về cái vỏ của chúng ta là cái vỏ màu đen đó, màu đen. Cái tên ở phía ngoài là Ranmi đó, Ranmi. Và tiếp đợt thứ hai nó về cho chúng ta cái vỏ màu màu xanh giống như bao nhiêu vậy đó, là cái này nè mọi người đó. Đợt tiếp theo về là cái Ranmi thì cái vỏ ngoài màu xanh, nó khác cái vỏ thôi, còn tất cả thì nó không khác gì hết đó. Và tiếp theo đợt này về nó về hẳn cái chữ Ryobi luôn, đây chữ Ryobi nó khắc tên này đó, nhìn rất là đẹp nha mọi người. Ở đây thì nó dạng nó in như thôi, còn đây dạng như nó làm chữ nổi thế này nè. Đó, chữ nổi thế này nhìn rất là đẹp luôn, cái mẫu mới mới hiện tại đó. Thì đợt đầu tiên hết cái vỏ đen nha mọi người. Cái vỏ đen thì ở trên máy á, trên máy nó sẽ có một cái chữ, một tiếng Nhật hay là tiếng, nói chung là đọc không có được đó. Thì tới đợt thứ hai thì nó bỏ cái chữ đó đi và nó thế vô một cái chữ, chữ gì ta, từ từ anh coi lại không nhớ. Đợt thứ hai là cái Redmi nè đó, nó về nó sẽ cho chúng ta cái, rồi không có đây luôn, phải mở ra rồi nha mọi người. Phá đơ gì đó, chữ đọc không hiểu nữa. Si phá đơ gì rồi. Đây, đợt thứ hai. Đó, này là của đợt hai về. Nói chung là vẫn còn hàng đầy đủ hết nha mọi người. Từ size 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 luôn. Đó, thì để không sợ hết hàng, không sợ hết hàng cho mọi người, nên là tiếp tục về là một cái đợt hàng tiếp theo, là đợt hiện tại mới nhất sau này đó. Nó sẽ là cái chữ Sasoi Waza gì nè đó. Thân máy nói chung là về kết cấu cấu tạo máy thì cũng không khác gì nha mọi người đó. Design thiết kế nè, thiết kế và công nghệ là in da băng của Nhật, có mã số máy đàng hoàng hết nha mọi người đó. Mã số là chữ màu trắng trắng phía sau rồi nè đó. Mỗi cái máy thì nó có một cái mã số giống như những cái hàng Shimano hoặc Daiwa, thì nó vẫn có cái mã số để cho mọi người hết đó. Thì về size 8.000, 8.000 là con này mẫu mới nè, đang cho mọi người xem luôn. Nó sẽ không khác gì hết, nó chỉ khác nhau mỗi cái tên thôi đó. Thì do cái 8.000 của con Redmi thì nó gần hết, thì đang về size 8.000 của cái con 7.000, 8.000 của cái con mới này để không hụt hàng cho anh em. Thì thời gian qua thì anh em lựa chọn cái dòng này rất là nhiều, và anh em nhận hàng xong là chỉ nói một câu là máy đẹp. Và khi câu 8.000 này cạo cá chừng 5-10 kg rất là khỏe luôn.
Đó, đánh giá của anh em thì mình có thể xem lại kênh của Rạng trên bình luận đó, thì mấy clip trước khi hàng mà mọi người vào cũng có một số anh em đánh giá cái máy này rất là tốt, đánh giá hẳn trên cái kênh luôn nha mọi người, trên cái video đó. Cái cọ này nó cũng rất là lớn nè nha mọi người, đó, rất là to luôn, và ở hai size 7.000 8.000 thì cái tiếng mô bin chúng ta kêu nè rất là lớn. Một số anh em cũng rất thích cái máy này ở điểm tiếng mô bin đó. Thì mọi người soi hai cái dòng máy nè, không phải hai dòng máy nữa, một dòng máy nhưng mà về đợt trước và đợt sau thôi, chẳng khác nhau gì hết nha mọi người. Này chữ Redmi thôi, Redmi ở trên thân máy nè, C-Folder trên máy Redmi, còn đây thì nó sẽ là Realme luôn. Thì Redmi nó cũng thuộc về dòng máy của hãng Realme, thì đợt này nó để hẳn là Realme cho người luôn, vẫn có tem đâu rồi đây, vẫn có tem của Realme chống hàng nhái hàng giả nè, có mã số trên này luôn nè cho mọi người xem luôn. Và như cái dòng trước thì cái tem nó lại dán ở trên một cái dán trên cái này, chúng ta gứt này giục đi thì nó mất luôn đó. Còn cái đợt sau này về nó sẽ dán lên đây luôn nè, dán vô thân máy nè đó, hai cái hoàn toàn như nhau nhưng mà không khác gì hết. Ok, giờ phần với bên trong. Đây, bên trong con máy đợt sau này chúng ta thì con này có ron chống thấm nước nè, chống vào cái ron nè, chống thấm nước cho con này chúng ta đi câu ngoài mưa gió này kia đồ, nước nó không có lọt vào cái phần hãm này vào phòng máy chúng ta nha người. Và trong này nó có bôi một cái lớp dầu mỡ mà nước nó không có chạm vào được nè, nên con máy này người đánh biển là cũng khá là ok. Một số anh em đi test biển cảo cá cũng rất là khỏe nha mọi người. Đó, bên trong cái nồi máy chúng ta nè, trong này cái chỗ mà để cái chứa hai cái vòng bi nè rất là lớn luôn, rất là to nè. Đó, để chứa hai cái vòng bi chúng ta, cái lồng đền là cái vòng bi, hai vòng bi và thêm phần cốt trợ lực. Cốt trợ lực thì nó sẽ bắt vào trong, nó sẽ vào phía trong của cái nồi nè đó. Khi cái nồi chúng ta nạy cá đó thì chúng ta nghiêng tới nghiêng lui đó, thì cái phần mà có trợ lực ở đây nó hạn chế mà cái phần mà cong cốt như người đó, hạn chế tối đa cái phần mà chúng ta bị cong cốt, cong cái cốt máy. Ball bearing vẫn là 5 cộng 1 nha mọi người, không khác gì. Đó, thông số vào vào dây. Đó, thích cái con máy này ở điểm mô bin nè. Thì cái thông số vào dây thì con máy 8.000 nè, 8.000 0.43 435 thì vào được 200 m. Coi ngoài cái vỏ hộp cho nó dễ nha mọi người. Đây, 0 chấm cái này nó sáng quá, nó gọi bị ché nè. 0.435 thì con 7.000 thì vào được 180 m. Thì 0.435 thì con 8.000 thì vào được 200 m. Con 8.000 cái mô bin nó lớn hơn thôi nha mọi người, lớn hơn thì nó sẽ vào dây nhiều hơn một chút thôi. Dụ đây là 180, ở đây 200 thì nó vào hơn 20 mét dây. Đó, nó khác biệt là chỗ 20 mét dây thôi. Và ngoài ra thông số cũng như nhau, Retor là 5.0 trên 1 nè, Mach Rack là 10. Mach Rack là cái lực để
chịu lực của cái máy á. Còn dòng máy thì còn dòng cá thì cá mười mấy 20 kg trở lên thì vẫn dòng được bình thường nha mọi người. Thì về cân nặng thì cái máy 7.000 thì 595, 8.000 thì 600 g thôi, nó trên nhau có 5 g. Mà von Buren thì vẫn là 5 cộng 1 đó. Tiếp theo là cái con 5.000, 5.000 và 6.000 của chúng ta thì cái mắt rắc của nó nhỏ hơn một chút xíu, là chỉ 7,5 kg thôi, còn lại là như nhau nha mọi người. 5.1, 5.0 trên 1 nè. Cân nặng của con 5.000 là 404, con 6.000 là 406, nó trên nhau có 2 g thôi nha mọi người. Nói chung là size 5.000, 6.000 gần giống nhau đó. Đây cũng hơn nhau 20 mét cước nè. Bên đây 160, 0.40 nè, 130 thì bên đây 150 nè. Đó, thằng này là 0.40 thì vào 130, thằng này 0.40 thì vào được 150. Đó, trên nhau một chút xíu, chút cước thôi. Thì cũng rất nhiều anh em hỏi xuất xứ của con máy này. Thì cái thương hiệu Ryobi là thương hiệu của Nhật Bản, chính gốc của Nhật Bản nha mọi người. Đó, Ryobi. Còn nhà máy á, nhà máy thì ở China, China thôi, ở khu vực này của chúng ta. Nên cái chi phí họ sản xuất ra cái máy này nó rẻ. Đó, nó rẻ hơn. Nếu mà chi phí mà về từ bên Nhật thì đảm bảo mọi người không có, cái máy này không có giá là 700 mấy chục ngàn đâu nha mọi người. Đó, do nó sản xuất ở khu vực của chúng ta nên công nhân rẻ nè, rồi nhập hàng tới lui rẻ nè. Đó, nên chi phí nó sẽ rẻ hơn. Nếu mà chúng ta nhập trực tiếp từ ở bên Nhật về con máy này thì đảm bảo với mọi người là không có giá là 700 mấy cho mọi người mua một con máy thế này để sở hữu đâu, chỉ ở khu vực của chúng ta. Nên cái dòng máy này chúng ta giá nó rẻ như vậy, và giá rẻ nhưng mà chất lượng thì đảm bảo với mọi người. Chưa một ai mà phản ánh cái con máy này hết. Khi sử dụng máy thì quá ok, xem như là hoàn hảo rồi nha mọi người. Đó, thân máy hợp kim nhôm nè, tay quay rồi, nồi máy kim loại nè, máy cốt máy trợ lực nè, có thêm 2 vòng bi để hỗ trợ cái lực độ xoay của máy nè. Đó, khá là chuẩn, khá tốt luôn. Đó, thì ngoài ra vẫn còn hai size nhỏ hơn đây nha mọi người, size hai size nhỏ hơn đó, hai size nhỏ hơn thì vẫn còn từ đời đầu tới bây giờ luôn nha mọi người, size 3.000 và size 4.000. Đó, 3.000 và 4.000 nè. Thì cái retail nó vẫn là 5.0 trên 1. Cái lực tải nó thì thấp hơn một chút, 5 kg thôi. Cân nặng nó thì nhẹ hơn hoàn toàn, 305 g, 308 g. Thì 3.000, 4.000 này thích hợp cho người lua luôn. Đó, Bon Marine vẫn là 5 cộng 1. Thì vào dây của nó, đây, vào dây của nó là dây số 4 thì vào được 115 nè, và dây số 4 của này là 150. Đó, ngoài ra con máy thì nó cũng hoàn toàn giống những cái size. Nói về con 3.000 thì cái size nó nhỏ lại thôi, nó nhỏ lại thôi. Và về cấu tạo máy thì nó hoàn toàn như những cái size lớn nha mọi người, vẫn giống như xe lớn luôn. Đó là size 3.000 chúng ta. Về cấu tạo thì nó cũng không khác gì với size lớn, size 5, 6, 7, 8. Vẫn có cốt trợ lực và hỗ trợ vòng bi hết nha mọi người. Thì con nhỏ này cho chúng ta câu dạng câu lua thôi. Size 3.000 này, rất là nhẹ luôn nha mọi người. Nó phải có 305 g thôi, 305 g cho chúng ta
câu lua, nó vẫn cốt trợ lực và hai vòng bi đó. Đó, và cái này là con đời đầu tiên hết nha người, con 3.000 mà cốt cũng rất là lớn, nhưng mà cốt nó con này ít nhất cũng khoảng là chắc có 4 ly á, 4 ly mấy luôn nha người, cốt con 3.000 nè, 4.3 nè, 4 ly 3 luôn. Độ to của nó cũng cực kỳ lớn nhưng mà size 3.000 thôi. Những con 3.000 khác là cốt là 3 ly mấy, 4 ly là 3 ly mấy là thường, 3 ly rưỡi tới 4 ly, con này hơn 4 ly luôn. Đó, về độ mượt thì con này quá mượt rồi. Đó, và size nhỏ. Đó, size nhỏ cho chúng ta lua được nè. Đó, cái gốc quát nè. Đó, gốc quát nó rất là rộng nè. Mình xem gốc này có hơn 45 độ. Đó, cho mọi người quăng cái cước. Đó, quăng cái cước nó ra dễ nè, nó xả cước dễ nè. Vẫn có ron chấm thúng chống vào nước luôn, cho người đi dưới trời mưa này kia nè, không sợ nước vào cái máy của chúng ta, không sợ nước vào cái mô bin. Và mấy phần bên này vẫn có cái ron hết nha người. Đó, bi bên này vẫn là bạc đạn nha người, không phải là nhựa nha, tất cả các size luôn. Đây có cái lông đền, khi mà nó xiết vào thì nó sẽ chặn bít lại chỗ này luôn, nên nước cũng không có vào được. Chúng ta đi mưa hoặc đi xuống ghe tàu rồi có sóng đánh nè, có nước dâng vào thì nó hạn chế vào cái máy, chúng ta bảo vệ cái máy nó tốt hơn. Nhưng mà ron này kia nó chặn lại hết. Và đặc biệt cái dòng máy này nó thay một lớp dầu gì, cái dầu nó ngửi cái mùi hôi hôi, nhưng mà đó, dầu đặc biệt của nó luôn, dầu ngửi mùi hôi hôi cũng hơi hôi hôi, mà đặc biệt là nước nó không có vào được. Rồi, ok, còn đầy đủ size cho người luôn nè, 3.000 nè, 4.000 nè, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 và 6, 7, 8. Đó, 6, 7, 8 thì nó đợt này về cái mẫu tên mới, tên hãng của nó là Ruby luôn. Đó, Ruby luôn nha mọi người, cho mọi người đánh thoải mái, không sợ hụt hàng. Nó thì có thể đợt tiếp theo nó lại về cái tên Realme hoặc là cái tên này, tùy theo nó về thôi. Nhưng mà nhưng dòng máy là vẫn cái dòng máy của Ruby Nhật hết. Đó. Rồi ok, thì máy hiện tại giá là con 8.000, 8.000 là 790.000. Đó, 790.000. Và mỗi size giảm xuống 10.000 nha mọi người. Dù 8.000 là 790, 7.000 là 780, 6.000 là 770, 5.000, 760, 4.000, 750. Nói chung là giá này có ghim ở dưới bình luận đó mọi người, ở dưới mô tả luôn, thì mọi người xem giá đó giúp rạng. Đó, thì hàng về công khai giá rõ ràng ở dưới, thì khi nào thị trường lên xuống giá thì mình shop rằng vẫn lên xuống giá theo nha mọi người. Đó, thì sẽ sửa giá lại thôi chứ không vấn đề gì hết. Nhiều khi cái giá tất cả các clip ở trên video rằng nói, nhiều khi có cái giá nó nói cao lắm, nhưng mà khi mà xem ở dưới cái mô tả giá lại thấp, thì do giá thị trường lên xuống thì rằng sẽ chỉnh sửa lại cái giá cho người hết, chứ thị trường xuống giá thì rằng không có bán giá cao cho người đâu. Còn giá thị trường thế nào thì sẽ bán thế đấy. Và giá này chưa bao gồm cái phí vận chuyển nha mọi người. Đó, thì phí vận chuyển toàn quốc thì khoảng 30.000 thôi. Đó, 30.000 cho một máy. Còn mọi người mua được hai máy trở lên, đó, hai máy trở lên thì bên này sẽ miễn phí vận chuyển, hoặc là mua một máy và một cuộn cước đó, hoặc là mua một máy cộng thêm một cây cần đó, thì bên này sẽ miễn cái phí vận chuyển cho mọi người. Đó, rồi ok, thì mọi người đặt hàng thì liên hệ shop rạng cái thông tin ở trên này cho mọi người, gồm có số hai số
số Viettel hoặc là số Vina gì ấy. Mọi người gọi số nào vẫn được, hoặc là mọi người kết bạn qua Zalo, Facebook, người nhắn tin cho Rạng thì Rạng sẽ trả lời cho mọi người. Hoặc là mọi người có bất kỳ câu hỏi nào cứ để lại cái bình luận ở phía dưới video này thì Rạng sẽ trả lời câu hỏi của mọi người. Hoặc là mọi người Rạng có để địa chỉ đây nè, đó, để phía dưới này, người ở gần á thì đến shop luôn để xem hàng và lấy luôn, thì hàng vẫn về, tiếp tục về cho mọi người, sẽ không có bị cháy hàng cái dòng này đâu, thì hàng này quá hot nha mọi người, mọi người yên tâm. Thì nếu mọi người ở khu vực mà quận 2, quận 9 hoặc Thủ Đức á, mà có việc mà không qua được á, thì cứ báo Rạng để cho người mang qua cho mọi người luôn. Đó, mọi người đang câu ở hồ hay gì đó thì cần máy gấp thì alo Rạng, thì Rạng cũng cho người mang qua. Thì phí khu vực quận 2, quận 9, Thủ Đức thì phí vẫn có 30.000 thôi. Còn nếu mà mọi người ở xa hơn, ở Bình Thạnh hoặc là ở quận nhất, quận 3, mấy khu xa hơn thì phí vẫn 50, 70.000, phí nó cao hơn. Còn ở gần thì mọi người cứ đi trong vòng 1 tiếng thì khoảng 30.000 là mọi người có cái máy để đánh. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Hẹn mọi người gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Mọi người nhớ chia sẻ video ủng hộ kênh nha mọi người. Và đừng quên subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những cái video tiếp theo, những cái sản phẩm mới mà bên shop rạng về. Ok, tạm biệt mọi người.